Chào mừng các bạn trở lại với EPL mùa xuân 2021 cùng với lại EPL Việt Nam Official. Chúng ta chuẩn bị đến với lại cái ván thi đấu cuối cùng giữa hai đội ANG và V5. Khi mà ván vừa rồi thì V5 cũng dứt điểm rất là gọn gàng ANG. Mặc dù ANG đã có 3 rồng rồi nhưng không cần có rồng thứ tư, chúng ta có một tình huống cuối cùng thắng lợi dành cho V5 và họ là người có được thắng lợi cuối cùng trong bán thấp thứ hai. À, ván thi đấu phải kéo tới cặp trận thứ ba và tôi xin phép được dùng cái câu mà mùa trước hay dùng, đó chính là cái cặp trận này tương đối là hấp dẫn dành cho cả hai đội tuyển. Victorify đối đầu cùng với ANG và chúng ta sẽ biết được kết quả sau khi ván thi đấu thứ ba được kết thúc. Và thật ra thì cái sức mạnh của cả hai đội tuyển này xét về cái vị trí giữa bảng xếp hạng của họ rõ ràng không có sự chênh lệch nhiều cho lắm. Một đội tuyển thì có 3 trận thắng đứng ở vị trí thứ ba, đội tuyển kia thì cũng có 3 trận thắng và 1 trận thua thì tạm thời đang đứng ở vị trí thứ 5 đến từ bên phía của Victorify. Thì cặp trận này rất đáng mong chờ trong ván thi đấu quyết định đó, khi mà cảm giác như giai đoạn đi đường nó cũng là cái giai đoạn mà nó tác động khá là nhiều đến kết quả của trận đấu. Và phải nói rằng cả hai ván vừa rồi cái độ phóng khoáng của cả hai đội rất là cao khi mà sẵn sàng thể hiện tình huống xử lý kỹ năng cá nhân, rồi sau đó nếu như có thất bại thì vẫn phải làm lại một lần nữa. Nó thấy rất là nhiều pha mà CEO xử lý kỹ năng cá nhân sai tình huống vừa rồi thì xử lý không tốt để rồi khiến cho bản thân của anh ta tự gặp khó. Sau đó thì ANG cũng gặp khó. Và Audi thì anh ta có được MVP trong cái ván đấu vừa rồi. Lần đầu tiên có được MVP thì thôi thì cũng được. Càng Camille của anh ta cũng mang lại rất là nhiều cái tác động trong những pha tranh khi cái lượng sát thương mang lại tương đối là tốt. Mặc dù những lần băng vào thì sau đó anh ta cũng bị hạ gục, nhưng bạn phải thấy rằng cái lượng sát thương anh ta gây ra cũng tương đối là nhiều. Những tình huống đá Q2 với một con Camille, hai món trang bị hoặc một món trang bị rưỡi tại thời điểm này nó cũng là tương đối áp lực. Và trong một tình huống mà chúng ta có thể thấy tự chuyển từ cái trạng thái 3v3 thành 4v3 tương đối là nhanh. Và tiếp theo đó là một tình huống mà kiểu dạng uplay đến từ Audi, trong tình huống mà anh ta kích hoạt cái tôi hậu thư không bị hất về và tạo ra khá là nhiều thời gian để cho những người đồng đội của mình tập hợp. Nhưng bạn cứ thấy mỗi một tình huống giao tranh này đều khởi đầu có an tự chính xác đến từ BB God. Đây đã là 3 pha, pha này không chính xác nhưng mà cũng là một pha mà nhìn tương đối là hấp dẫn. Nhưng cái pha này là pha Audi rất là khỏe rồi, để mà anh ta truy đuổi và Gala làm điều rất là dễ. Sau đó thì Crane cộng với là cả Way, hai người tấn công vào đó là Audi. Cái sát thương trả ngược lại đến từ môn, hiệu ứng khống chế hất tung cả hai người. Một cái sát thương gây ra đến từ Audi cộng cái lớp giáp tạo ra bản thân của anh ta sống sót tình huống quan trọng đó. Thì nói chung là mọi thứ bên phía của V5 làm vừa rồi thì ở cái mức là ổn. Nhưng bên phía bên kia tôi đánh giá là ANG mắc quá nhiều sai lầm đi. Họ mắc một sai lầm ở khu vực đường dưới, họ mắc sai lầm cá nhân kỹ năng siêu hô khu vực trên. Rồi cái tình huống cuối cùng vừa rồi tôi được xem đó là tình huống mà tôi nghĩ là Gala chọn sai cái hướng di chuyển về. Thì nó đưa cái một ván đấu mà đúng như chúng ta hy vọng là cả hai chơi rất là phóng khoáng, có rất nhiều điểm hạ gục và luôn luôn chọn cách chơi tấn công. Tôi thấy là một ván đấu mà không cần chống chịu gì quá nhiều cả. Camille, rồi Lilia, rồi Hecarim, rồi Na, tất cả cứ thế mà lao vào thôi. Thế mà nữa cảm giác như cái con bài mà Rumble khu vực điện giữa của Ryan nó không có nhiều lắm tác động trong ván thi đấu vừa rồi của phía ANG. Những tình huống mà anh ta cố gắng rải mưa tên lửa đồ các thứ, nhưng cái áp lực đến từ cái mưa tên lửa của anh ta thật ra không có nhiều cho lắm. Các bạn đi đường thì đồng ý là anh ta làm khá là ổn cho việc mà đẩy lính lên đồ các thứ, nhưng mà anh ta thật ra đẩy lính là một chuyện, nhưng đối phương thì cũng không bị cấu rỉa máu nhiều đến từ con bài Zone của Mo, thì anh ta vẫn có thể farm lính và trụ đường cùng với bước chân thần tốc của mình tương đối là ổn. Thì một ván thi đấu mà thiếu đi khá là nhiều những vị trí khác nhau để có thể áp lực về mặt sát thương, về mặt giao tranh dành cho bên phía của ANG. Nhưng thôi, đó là những diễn biến của ván thi đấu thứ hai và chúng ta tạm thời bỏ qua những diễn biến của ván 1 và ván 2, hãy cùng tiến đến với ván thi đấu quyết định. Giai đoạn cắm và chọn sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Chuẩn bị đến giai đoạn cắm và chọn thì tôi nghĩ là ANG sẽ ưu tiên phía đội 1 để họ có thể một và chọn Rattan, thứ hai là chọn Kai'Sa khi đối phương khó có thể lòng nào cắm được, đó là cả hai vị tướng ở phía đội 2. Nếu như bạn cắm cả hai thì bạn vẫn sẽ hỏi ra một vị tướng mạnh khác để chọn trước dành cho phía của ANG. Ở cái ván đấu đầu tiên thì chúng ta thấy rằng khi mà được chọn vị tướng tấn công mạnh theo kiểu như đó là Lucian thì cách chơi của siêu hồ thể hiện được dễ dàng hơn, mặc dù có sai lầm nhưng con Lucian vẫn khả năng đè đường tốt hơn. Trong khi đó thì ván 2 là cái ván Na là không phải là vị tướng đi đường tấn công mạnh. Camille ở trong cái kèo đó, Camille là người thắng thế so với lại Na khoảng giờ ban đầu. Thông thường nếu như Na phải chơi an toàn để lên cho mình giày thép gai trước, có được trang bị bắt đánh an toàn ở giai đoạn một trang bị hai trang bị thì xử lý kỹ năng Na thế là người chiến thắng. Quay trở lại với tình huống mà kiểu dạng máu chốt á, đó chính là cái quỷ lính thứ tư của anh ta tự nhiên chơi hít khiến cho bản thân của anh ta bị yếu máu, thì nó tạo ra cái tiền đề để có thể tấn công khá là dễ dàng dành cho quay lên khu vực đường trên. Và người chơi đi rừng của phía Victorify ngay lập tức chớp cái thời cơ đó. Trong một tình huống đó,
Tôi thấy là anh ta bị chết và cái lần về nhà dịch chuyển đầu của anh ta hướng lên là chỉ có một đôi giày với một cái giáp lụa, không lên được cái giày thép gai. Nó khiến cho còn có cả không, hình như là cái viên hồng ngọc với giáp lụa không có giày nữa kìa. Nó bị yếu đi cái khả năng trao đổi chi thức. Bởi như nó nói những cái kèo mà Na nó mạnh á là bởi vì cái lượng sát thương nhỉnh hơn đến từ nội tại của W, và sau đó bạn tận dụng cái giày thép gai để ít máu, giảm thiểu ít máu hơn so với đối phương để có được những cái lợi thế trong rủi trao đổi chi thức. Còn cái ván vừa rồi cũng là cái ván tôi rất là thành công đến từ John của Mon, khi mà anh ta cũng có những tình huống dùng chiêu cứu của mình hợp lý, trúng 2-3 người gây sát thương tương đối là nhiều, và những pha băng vào thì nhìn chung với giai đoạn giữa ván đấu thật ra cả hai ván đều kết thúc rất là nhanh nha. Chỉ đến với câu đọc thứ tư thôi là kết thúc ván đấu, thì đó không phải là khoảng thời gian trễ khi mà chỉ với rất là nhanh để có được một tình huống dứt điểm được cái ván đấu vừa rồi, khi mà ba rồng thứ tư thì kết thúc ván đấu. Còn ở ván một chỉ là 28 phút thôi, 28 phút thật ra cũng chỉ là khoảng rồng thứ tư, rồng thứ năm mà thôi. Thì nói chung là thời gian kết thúc ván đấu trong cả hai đội thì rất là nhanh. Và rõ ràng là trong những cái tình huống mà kiểu như là kiểm soát những cái con rồng á, thì bên phía của anh chị họ hoàn toàn thể buông bỏ được để có thể gia tăng thêm cái kinh nghiệm. Nhưng mà như anh Hào cũng đã chia sẻ, một ván thi đấu khá cởi mở dành cho bên phía của anh chị, khi mà họ chấp nhận sẵn sàng để có thể all in với đối phương trong những tình huống then chốt đó. Rồi chúng ta hãy cùng tiến đến giờ có vào chậu của ván thi đấu thứ 3 này, ván thi đấu quyết định RNG bên phía đội 1 và Victorify bên phía đội 2. Có lẽ như cái cặp đấu này thì đang thiên một chút xíu về cho đội tuyển nào ở bên phía đội 1, khi mà họ sẽ cố gắng tận dụng trong cái lượt chọn đầu tiên ở trong phase 1 của mình để có thể tạo những cái lợi thế. Và có một vị tướng đang sở hữu tỷ lệ thắng 100% đó chính là Lilia, cũng đã bị cặp đi khỏi cặp đấu này với hai ván thắng liên tiếp của Lilia trong cặp BO3 này. Thì cái sức mạnh Lilia mang lại rất là rõ. Còn Vifa thì họ buộc lòng phải cấm cả hai vị tướng đó là Kai'Sa lẫn Rayton ở bên phía đội 2, và họ cấm luôn cả Pantheon. Như vậy là bây giờ họ ra Olaf đi rừng đang là sự lựa chọn tương đối là mạnh khi mà Lilia đã bị cấm đi, khi mà Pantheon đã bị cấm đi. Bây giờ để xem, khóa là Olaf dành cho Quay rồi, một con tướng có khả năng lia rừng tương đối là ổn dành cho bên phía của Angie và tương đối là mạnh. Nhưng nếu như xét về cái khía cạnh lia rừng thì không biết là Quay có hướng tới con bảy ưu điên một lần nữa trong ván thi đấu này hay không. Và tạm thời thì đó là một cái câu hỏi mở dành cho bên phía của Victorify. Cảm giác trong ván thi đấu này thì Wayfor thật ra với bài Bitfortin của ta ván thi đấu trước á, anh ta có giai đoạn đi đường hơi bị lép vế chút xíu. Lép vế ở đây á, tôi không có tính tới cái tác động đến từ rừng nha, tính tới những tình huống trao đổi chiêu thức trực tiếp của hai người chơi xạ thủ á, để ta thường xuyên để cho đối phương cấu nghiệm máu của mình. Nhưng đây vẫn là cái quyết định khu vực điện dưới dành cho phía của Victorify. Nhưng phải nói rằng bạn chồng theo tên là bạn có lý do, bạn có thể thua 20 lính 30 lính, nhưng cái vấn đề đây là một vị tướng dễ chơi và trúng thưởng, bạn dùng cho mình chiêu cứu chính xác là bạn thành công. Một cái bảo đạn dùng ở trên diện rộng thêm cả lượng sát thương cộng thêm trong đội của bạn thì mọi thứ sẽ rất là ổn dành cho bên phía của Wayfor rồi. Không cần đòi hỏi kỹ năng quá là nhiều khi bạn cứ dùng cho mình nó một cái góc bảo đạn chính xác mà thôi. Khi đối phương băng vào như vậy thì mọi thứ rất là ổn. AG họ chọn đó là hai vị tướng kết hợp với nhau rất là ổn khu vực đường dưới là Aphelios thêm cả đó Thresh. Trước đó thì Vifi có hai sự lựa chọn đó cùng với là Bifferton thì họ có đó là con Ray. Như vậy là hai xạ thủ được hình thành dành cho Vifi, để xem họ chọn hỗ trợ là gì đây. Đến chọn hỗ trợ nha, nếu không chọn hỗ trợ thì khả năng bị cấm hỗ trợ là khá cao. Ragas, một con tướng có thể đẩy xuống khu vực đường dưới, nhưng mà tôi nghĩ Ragas này được trên á. Nếu mà đẩy xuống đường dưới thì khi mà cái áp lực trong giai đi đường của nó cũng không thực sự nhiều nữa. Nhưng mà về mặt chất tướng á, thì đây là một con tướng có khả năng tạo đột biến được khi mà bạn phải đối đầu cùng với Aphelios, là một cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng tốt về mặt chiến thuật dành cho bên phía của Victorify. Chúng ta hãy cùng tiếp cận với giờ cấm của phase 2. Orianna là lượt cấm đầu tiên đến từ bên phía Victorify rồi. Angie thì họ có thể như Thảo cũng đã chia sẻ, nếu mà đối phương lựa chọn con Ragas này nhiều khả năng đẩy lên đường trên thì họ cấm đi hỗ trợ mà thôi. Họ cấm đi những cái con tướng mà có thể kết hợp tốt cùng với Leona ở khu vực đường dưới, kiểu như kết hợp với Bitfortin kiểu như Leona ở khu vực đường dưới. Nhưng cái thời điểm khi mà Vifi đang chọn Ragas thì tôi đang thiên họ một xíu về đó là Ragas hỗ trợ và chọn khu vực đường trên sau. Bây giờ họ có thể ưu tiên khu vực đường trên là On đến từ bên phía của Vifi dành cho Audi để có một vị tướng khả năng chống chịu mở đầu pha tranh kết hợp tốt với là Bitfortin. Và kiểu như con Ragas này phần lớn để thể khiến cho Aphelios không dễ dàng gây sát thương trong những pha tranh mà thôi. Chứ còn Ragas khu vườn trên thì bước vào pha tranh thật ra hưởng không chế bạn có, chống chịu bạn có, nhưng kết hợp với lưỡi pha tên thì không dễ mà còn on ở khu vườn trên. Để xem cái cách mà họ ưu tiên chọn vị tướng như thế nào, tại vì có on thì thành ra đội hình hai chống chịu, bạn có thể kết hợp với lại một pháp sư khu vườn giữa, nó tương đối là dễ dàng. Vifa thì cấm đi đó là Orianna với là Azir, trong khi đó thì Azir bắt đầu nhắm tới khu vườn giữa
họ cấm đi đó là Shinra, cấm luôn cả đó là Leona, họ vẫn thiên phần ở đó có khả năng xoay chuyển giữa con Ragaz này. Rồi sự chọn đầu tiên khu vực địa dưới đến từ bên phía của Victorify trong phase 2 của mình. Rai vẫn giữ dành cho khu vực đường giữa. Như vậy thì họ nhiều khả năng là sẽ đối đầu với những mẫu chức tướng kiểu có khả năng ép đường ở thời điểm đầu. Tôi đang nghĩ tới kiểu như con bài dây để có cái trục đường giữa tốt dành cho phía của anh chi, và sau đó họ sẽ thay vì cái việc mà kiểm soát lên cánh trên thì họ kiểm soát xuống cánh dưới để có thể vừa tạo lợi thế dành cho Gala với con bài Phaelos, vừa tạo được cái áp lực để có thể kiểm soát con rồng với con bài Olaf. Quyết định đến từ bên phía của RNG đó chính là con bài Akali được giữ vào dành cho sau hữu đường trên. Akali dành cho sau hữu đường trên, chứ Fed ở khu vực đường giữa không, đội hình cũng rất là nặng và sát thương dành cho RNG. Chứ lần này thật ra họ có khả năng mở dễ dàng hơn, và thêm cả đó là họ có một lượng sát thương rất là mạnh ở khoảng đoạn sau, không cần phải bàn tới Akali và Aphelios. Trong khi đó thì V5 đang để đó chính là Nautilus để kết hợp với là Big Photon. Một lượng hiệu khống chế mang lại để kết hợp với nhau tương đối là ổn nha, khi bạn có cái chiêu cuối đến từ Ray thêm cả là chiêu cuối với Photon nữa và kết hợp với khả năng hất tung của Tantalus là cái lượng hiệu khống chế mang lại vừa đủ. Như vậy là đội hình có thể được xem là căn bản đến từ phía của V5. Nhưng lần này thì khả năng để họ ngắt mặt những pha tranh của đối phương là dễ dàng hơn. Đồng ý. Và cái khả năng chống chịu sau là ván trước nó được gia tăng lên rất là nhiều, và sát thương tập sát thương giai đoạn sau nó không thể kém cạnh một tí nào cả. Khi mà có những tình huống mà tôi nghĩ rằng khi mà Ray bắt đầu lên cung phong linh và thêm cả súng hơi tặc thì khả năng tiếp cận và khả năng cao sát thương thì Ray cũng không thua kém được bao nhiêu cả. Đồng ý. Một đội hình đang có một cái tiềm năng để có thể kết hợp giao tranh tương đối là tốt dành cho bên phía của Victorify. Nếu mà chỉ là một cái điểm yếu dành cho đội hình của họ, thực ra gọi là cái điểm yếu thì cũng không đáng, bởi vì cái đội hình của họ đội hình mà cần nhiều đồ mà thôi, cần thời gian để có thể tích tụ cái lượng trang bị dành cho những cái ngôi đội chủ lực của họ. Thì ở những cái thời điểm đầu á, những thời điểm mà một món trang bị thì hơi khó để có thể áp lực ngược trở lại trong gian đi đường dành cho bên phía của Victorify, thì nó sẽ mở ra cái cơ sở để có thể những kiểm soát những cái mục tiêu đầu dành cho bên phía của RNG. Nếu như họ làm tốt, ví dụ như hai con rồng nguyên tố đầu tiên chẳng hạn, ví dụ con sứ giả đầu tiên, nếu như mà quay có được cái vòng rừng hợp lý và tận dụng được những mẫu chất tướng mà có khả năng đẩy đường ở khu vực đường giữa của mình, ở khu vực đường đơn của mình chẳng hạn. Để xem trong bài đấu này sẽ triển khai thế nào đến từ cả hai đội, Siohu chọn cho mình đó là bước chân thần tốc khu vườn trên, có luôn cả hiện diện trí tuệ, và bạn có cái huyền thoại hình như là huyền thoại kháng hiệu ứng thì phải, cộng với cái điểm cuối cùng gây thêm sát thương. Và trong quán này thì chinh phục là một cái thứ rất là dễ để thể hình dung dành cho Aphelios. Có một số người chơi Aphelios họ chọn cho mình đó là nhiệm độ để có thể kích cái lượng tốc độ đánh gia tăng lên. Còn với Gala thì ta ưu tiên cho mình đó là chinh phục và cộng với là cái móc diệt thiểu quá thì sẽ lập lượng sát thương và những mục tiêu chống chịu dạng đầu tương đối là tốt. Còn ngược trở lại thì Midfortune của Y4 đang có lối lên trang bị khá là khó chịu đối với con bài Midfortune này. Anh ta hướng lên cho mình đó một cái thiên thạch kết hợp cùng với giọt nước mắt là cái sự khởi đầu cho dạng đi đường, và ta sẽ cố gắng tích cái giọt nước mắt này càng sớm càng tốt đến từ cái việc cộng hưởng với khả năng câu rỉa máu của cái kỹ năng E của mình liên tiếp kích cái giọt nước mắt lên. Hôm bữa thì tôi nhớ có một đội dùng ở khu vực đường dưới là con biết phải tập thiên thạch cộng với cả Seraphine khu vực đường dưới là combo phải nó rất là mạnh với khả năng kéo máu liên đường tục và rỉa máu, và cứ liên tục kéo máu nó khiến như cái khả năng hồi phục mà những vị tướng bị hạn chế thì sẽ rất là khó chịu, kiểu như con trash như thế này. Bạn có thể tung ra quan tài chính xác, nhưng nếu như kéo một lần không chính xác là bạn sẽ bị đối phương kéo máu gần như là không thể nào đáp trả ngược lại luôn. Và một màu xanh chiếm trọn vẹn cái khung hình của V5, 4 xanh dương và 1 xanh lá. Ta thấy rằng hai người chơi thiên thạch là Ragaz, Darmifator, trong khi đó là hai người chọn cho mình Tarofa đó là Gray và xem cái đó là Rai, rất là dễ hiểu mà thôi. Còn trong khi đó khu vực đường trên là một cái kèo rất nặng về mặt kỹ năng của Audi và Sahu. Đường dưới, Minh di chuyển phía sau lính, án tử, xin lỗi đó, lưỡi hai xoay trúng vào người của Pivot đang cố gắng chuyển dịch cái hướng tấn công vào Y4. Y4 trao đổi lỗ trong tình huống này khi mà lượng máu của ta mất nhiều hơn so với Gala, và chưa kể với một thanh súng huyết tinh nữa thì Gala hoàn toàn có được cái khả năng hồi phục. Và trước đó thì hình như là khi mà Y4 ta tung cho mình đó là cái mưa đạn thì nó không trúng trọn vẹn, cái sát thương không phải là tối ưu. Đồng ý là bây giờ ta có thể hồi phục bằng cái lượng máu, bình máu của mình sẽ lợi thế hơn một xíu. Nhưng những cái pha khởi đầu thật ra không phải là những pha có lợi lắm. Bây giờ chuyển lên cao, đợi hai xoáy, tấn công tiếp, liên tiếp là những tình huống cố gắng chiếm được cái lợi thế để có thể lên cấp độ 2 trước đến từ cặp đôi của cả hai đội tuyển. Mưa đạn đó tràn ra ép cho Gala phải lùi lại một nhịp, và hiện tại thì vẫn đang cố gắng tranh chấp nhau từng những cái bãi kinh nghiệm lên cấp độ 2 trước đến từ cặp đôi của VRG.
nhưng họ không khai thác được khi mà phía bên kia cũng giữ được cái thế khá là ổn. Tốc độ dở đường tương đối là tốt với từ quay. Bây giờ cho mình đó là 4 bài tích cực và đó là bài người màu đỏ. Trong khi đó phía bên kia thì hình như là quay ta đang ưu tiên dọn cho mình đó là 2 bài cùng một lúc thì phải. Bởi vì đứng ở giữa như thế thì bạn có thể dọn cho mình đó là 2 bài cùng một lúc và để có thể tốc độ dở đường mình nhanh hơn một xíu. Còn bây giờ thì cả hai bên bắt đầu chơi chậm là một xíu khi đây là một cái ván quyết định, một cái ván then chốt. An toàn tung ra không chính xác vào mà Wi-Fi vẫn có thể lui về an toàn, nhưng bây giờ thì với khả năng hồi phục thì Gala đang với cái súng huyết tinh còn là một vài phát đạn giúp cho ta học tốt hơn một xíu. So với là bên phía bên kia thì khả năng hồi phục của Fighter lại không có quá nhiều. Rồi đứng chờ con cua dành cho Quay ngược trở lại, dành cho Quay ngược trở lại thì Quay đang tìm cách để có thể găng ở khu vực điện dưới. Liên tiếp là những tình huống câu rìa máu đến từ cái thiên thạch khá là khó chịu dành cho Wi-Fi đang di chuyển ra khu vực điện giữa với cú dịch chuyển đến từ Mô nữa ép tốc biến của Ryan. Một tình huống phải bắt buộc tốc biến nếu như để Mô đủ tầm để có thể tiếp cận thì đó là tình huống end up giữ chân tương đối là lâu. Khá là hợp lý đến từ Gray, ngay khi đó phương dịch chuyển mà bạn không tốc biến tình huống vừa rồi thì khả năng khá cao là bạn sẽ có thể mất mạng luôn. Khi mà đối phương kết hợp với sát thương của bùa đỏ và có luôn cả đó là cái sát thương đến từ con Ray nữa, rất là nhiều sát thương cộng dồn vào. Khi mà vừa xuống thì thật ra con Ray sẽ có thời gian ngắn di chuyển tương đối là nhanh để tiếp cận với lượng sát thương tốt. Một pha thi đấu an toàn nhưng có tính chính xác tương đối là cao đến từ Gray. Còn ở khu vực đường trên thì lần này con Akali nó không cho phép bạn có những pha xử lý một cách quá mạnh mẽ khoan dây ban đầu. Còn ở thế ngược lại thì thật ra con Kragas cũng tương tự như vậy, bạn cũng rất là khó lòng để có thể tấn công gọi là tấn công trực diện vào người của đối phương. Cho nên nó vô tình tạo cái tình huống nó thành ra cái kèo này hai bên thi đấu khá là an toàn, khá là chậm trên. Chính xác là như vậy mà chưa kể đó khả năng hồi phục đến từ hai con tướng này là có nha. Với một cái bước chân thần tốc phía bên kia thì cái nội tại của Kragas cũng sẽ giúp cho Audi có khả năng trụ đường tương đối là ổn. Và chưa kể đó nhánh phụ của anh ta nữa cũng có bánh bích quy. Lượng máu của anh ta thì chưa được sử dụng. Rất nhiều khả năng hồi phục vẫn đang còn dành cho người chơi rừng trên của phía Victorify. Còn trở lại hai người chơi đi rừng thì đang đặt nặng về cái tính kiểm soát, nhưng đây tình huống mà giao tiếp hơi bị lỗi chút xíu khi mà hai con mắt được cắm vào chung một cái bụi dành cho cả Minh cũng như là Quay. Tốt, lượng tiền tương đối là nhiều, trong khi đó thì chuyển lại xuống khu vực đường dưới được lính chuẩn bị đẩy ngược lên. Có tình huống di chuyển đến từ cả Quay cộng với lại cái bia gói xuống phía dưới để có thể phần đó đảm bảo sự an toàn dành cho Quay 4. Thời điểm này thì cũng chưa có quá nhiều sát thương từ Gala cho những tình huống dùng cho mình đó là cái súng trong trường và cái súng hỏa ngục để có khả năng dọn lính tốt hơn mà thôi. Còn bây giờ thì Mo cộng là Bigot bắt đầu di chuyển ra để có thể phá mắt mọi người vào mắt đặt trong cái bụi. Mắt được cắm ra đến từ Bigot và cái bụi trước khu vực hang rộng mà ta di chuyển xuống khu vực đường dưới và Quay đang có mặt rất gần khu vực đường dưới. Đường giữa đang thi đấu khá là ổn dành cho Mo với kèo này, anh ta liên tiếp là người đẩy lính lên cao và tìm cách để có thể trao đổi chi thức để có thể tích giọt nước mắt của mình càng sớm càng tốt. Quay thì ở khu vực đường dưới vẫn đang chờ một tình huống mà đối phương không có tầm nhìn đến từ con lính, nhưng mọi thứ vẫn phải đến từ tình huống án tự của mình chủ động tốc biến lựa hay xoay trước cái đã án tự trúng và hỗ trợ Bigot. Bigot nhiều khả năng sẽ phải nằm xuống trong tình huống này. Điểm hạ gục đang được dường dành cho Gala. Một pha nhường điểm hạ gục quá là hợp lý đến từ bên phía của RNG. Tận dụng tốt đó là cái súng có khả năng giữ chân lại kết hợp với Trash thêm cao tình huống đặt lồng đèn tốc biến. Và như vậy là có điểm hạ gục dành cho bên phía của RNG. Chiến công đầu nó thuộc vào cho xạ thủ của họ. Và với lượng tiền được gia tăng tốt như vậy, sức mạnh sẽ có sớm dành cho bên phía của RNG. Họ kiểm soát được lính khu vực đường dưới xong, họ di chuyển ra con rồng với Olaf ăn rồng tốc độ rất là nhanh mà thôi. Và thêm cả sự hỗ trợ đến từ cả Gala lẫn mình nữa. Rồi, và liệu rằng có tình huống can thiệp hay không đây? Dịch chuyển ngược trở lại đến từ người chơi đường trên của phía Victorify. Những con rồng đã thuộc về cho bên phía của RNG rồi. Và cơ hội để có thể tấn công dành cho bên phía Victorify tạm thời là chưa có khi mà Sahu cũng đang có mặt ở đây. Chủ động tốc biến đến từ Mo, giữ chân được Minh. Chủ động tốc biến nhưng cái móc bỏ neo đó thì lại không chính xác và các thành viên đến từ bên phía Victorify tạm thời lưu lại. Sát thương đến từ Thiêu Đốt là chưa đủ. Wow, Sahu đã có sát heal hoàn hảo để có thể dứt điểm vào xạ thủ bên phía Victorify. Và với bản thân của Sahu thì anh ta có được sự hỗ trợ từ Minh khi Minh ta vẫn chưa bị hạ gục và ta đứng từ phía ngoài đặt trên lồng đèn đồng đội có thể thoát lui ngược trở về. Và pha xử lý này thất bại hoàn toàn đến từ V5. Đồng ý là bạn sẽ lời hơn một xíu và phát hỗ trợ. Trong thú bạn thấy rằng có đến tận 3 tốc biến lên phía trên đến từ phía RNG. Nhưng bỗng nhiên sau đó V5 cũng phải đầu tư rất nhiều tốc biến để có thể tiếp cận. Và sau tốc biến đó thì họ lại không thu được lại bất kỳ cái điều gì cả.
ta cũng xem tình huống khu vực hang rồng, Siho rất mất e rồi, cho nên Siho buộc phải tóc biến, quay buộc phải tóc biến. Nhưng Bill có tóc biến lên, tung lực của An Tử của mình nó không chính xác và anh ta nằm xuống quá nhanh. Bạn đã nhìn ra cho mình tình huống mà anh ta có thể bị gây sát thương, nhưng anh ta lùi về được. Và người bị hạ gục đó chính là Whitefall. Là một tình huống thi đấu thành công dành cho bên phía của Angie, khi mà rõ ràng mục tiêu trên bản đồ là con rồng nguyên tố đầu tiên, rồng lửa đều thuộc về cho họ và chưa kể đó điểm hạ gục nữa. Những cái lợi thế bắt đầu đang nghiêng về cho bên phía của Angie chút xíu cho những cái tình huống xử lý chuẩn xác của họ. Ván thi đấu này thì họ chơi chậm nhưng mà chơi chắc trong những cái pha quyết định của mình, đặc biệt là những cái tình huống mà họ nhường tài nguyên cũng tương đối là hợp lý. Gala có một cái điểm hạ gục chiến công đầu và anh ta đang nhỉnh hơn về cái lượng trang bị so với Whitefall phía bên kia. Và trong tình huống vừa rồi, món trang bị lớn đầu tiên mà Sahu hướng tới sẽ là cái quyền trưởng ác thần đối với con bài Akali. Tốc độ đi ra này có vẻ như là không kịp, không bây giờ kịp rồi thì 1700 máu kéo lại rồi. Quay ngược trở lại, chúng án tử đến từng binh cố gắng nhắm vào Mâu. Mâu bây giờ đang kinh tới là thấp máu nhưng Dwayne đã phải lên bảng điểm số đầu tiên. Quay cũng đã phải nằm. Sahu đã kích hoạt được cho mình ở chiều cuối, vẫn còn cắt R lần 2 nhưng không đủ tiếp cận. Và đó tình huống Amplay khá là tốt đối với BB God. Anh ta cắt R lần 2 nhưng BB God có cú móc mỏ nèo, không gây được đam, cho nên là cái sát thương nó bị dựng. Cái tình huống mà anh ta không nhảy được phía sau lưng nó khiến cho cái sát thương nó bị dừng lại. Và có rất nhiều những tình huống mà quá tham đến từ RNG. Họ di chuyển ra, họ vừa muốn con sứ giả, họ vừa muốn có một pha hạ gục. Và lại một lần nữa phải nói, con Miss Fortune cái điều đơn giản nhất chính là cần dùng được cái bảo đạn. Và hãy nhìn một pha bảo đạn điểm 10 trên 10 đến từ phía của Whitefall, đặt cho mình đó là mưa đạn ra, bảo đạn trúng được cả ba người quan trọng với cái lượng sát thương trúng vào Siohu, trúng vào cả đó là Quay, lẫn đó là Rain ở khu vực giữa. Đây. Không có sát thương dồn ở phía sau. Và khi mà Gala đi ra, tung ra một cú chiêu cuối tương nữa là cậu thả, khiến cho cái lượng sát thương đến từ cái dạng súng thiên lý của anh ta cũng không được tấn công vào người đối phương nữa. Thậm chí là trong tình huống vừa rồi, cú sát chiêu hoàn hảo lần 2 cũng không gây được vào đam của Bigot, để anh ta có được một tình huống ít nhất là đổi mạng. Xử lý khá là hay đến từ hỗ trợ phía Victorify trong tình huống vừa rồi. Một cái điểm hạn chế là trong pha thi đấu đó thì cái chiêu cuối nó chưa có hồi lại kịp và phải mất khoảng thời gian giao tranh đầu á, thì Akali của Sahu mới có áp lực. Án tử súng trọng trường nhưng tạm thời lùi ra đến từ Gala tương đối tỉnh táo, anh ta không bị đẩy về phía sau trụ. Hai điểm hạ gục có dành cho Whitefall đó giúp cho anh ta dễ thở hơn sau khi bị đối phương dẫn khá nhiều về lực. Gala thì thật ra anh ta vẫn đang giữ được cái nhịp độ farm tương đối là ổn của bản thân. Khi mà có được dây cuồng nộ, tốc độ chuyển rất là nhanh để bạn có thể phần ở đó gia tăng khoảng cách lính so với là xạ thủ của đối phương. Nhưng mà hiện tại thì trang bị lớn còn hoa gian tương đối là dài để thể tiếp cận nữa, tại vì anh ta phải bỏ tiền lên cho mình ra cái dây cuồng nộ đầu tiên. Ở khu vực đường dưới thì bắt buộc phải bỏ đến từ bên phía của Audi. Một mình anh ta thì lên kiểu trang bị này rất là khó để có thể tấn công. Với ý đồ là tấn công Mô ở khu vực đường giữa, nhưng vừa rồi thì Audi cũng bỗng nhiên xuất hiện phía bên đây là di chuyển ngược trở lại đến từ Bigot. Còn cho mình đó cắt R lần 2, phải có một cái lượng sát thương để có thể dứt điểm, nhưng anh ta quyết định là cắt R để có thể đào thoát trong pha xử lý này, và đó quyết định chuẩn xác đến từ Sahu. Một pha đợi chính xác khi anh ta đợi đó phương hết cho mình đó dự trưởng. Phía bên kia thì quay để cố gắng chặn đường. Audi không có chiêu cuối, khiến cho cái áp lực đến từ những tình huống phản công ngược trở lại đến từ bên phía của Victorify là không có nhiều, nhưng tận dụng khoảng thời gian quá tốt đến từ Whitefall, anh ta đã giúp cho bên phía của Victorify có được trụ hai khu vực đường trên, và cũng là trụ hai của phía Victorify ván thi đấu này. Nhờ cái sứ giả được thả khu vực đường trên, nó giúp cho bên phía của Vify có được lượng tiền nhanh hơn so với đối phương nhờ việc có được cái trụ. Và có được cái trụ như vậy thì đang tương đối là ổn cho Vify khi họ tăng tiến nguồn sức mạnh của các người cần trang bị nhanh hơn một xíu. Như đã nói ở đoạn cắm và chọn, Linh có nói là ví dụ như vị tướng của phía Vify là bạn cần trang bị mà thôi. Ví dụ như Ray cần trang bị, con Rai cần trang bị, Miss Fortune cũng thật ra gọi là cần cấp độ nhiều hơn, nhưng mà trang bị thật ra vị tướng đã cũng cần cả. Một trang bị hay hai trang bị sẽ cái khoảng rất là mạnh từ Miss Fortune. Và bây giờ thì Miss Fortune đã có được cái trang bị lớn đầu tiên rồi, thì phải khi mà đi về nhà để xem trang bị của anh ta bóc diệt tiểu quái đã có rồi. Là một món trang bị mà giúp cho anh ta có khá là nhiều sát thương trong tình huống bắn tay, cũng như là cái kích hoạt luôn cho mình ở chiều cuối. Gala cũng hướng lên cho mình đó món trang bị này. Con rồng nguyên tố thứ hai đang chuẩn bị xuất hiện trên bản đồ, thì đây là thời điểm mà có thể có được tiếp tục tình huống giao tranh lớn, khi mà bên phía của Angie thì họ đang chờ hồi lại những cái lượng tài nguyên của mình, ví dụ dịch chuyển đến từ Sahu và cả chiều cuối của anh ta nữa trong tình huống tiếp theo. Rồng đang được khởi động đến từ bên phía của Victorify, và cái vị trí này thì hơi khó để có thể giúp. Ôi, vẫn tiếp tục lao vào, và đó tình huống cướp được.
rất bất ngờ đến từ Quay. Rất thật sự rất bất ngờ, tưởng chừng như là cái vị trí kéo rồng ra tương đối là ổn dành cho Victory Fight rồi đó. Quay anh ta chắc là một tình huống hơi giật mình với cái tốc độ xử lý đến từ Quay. Khi mà Quay anh ta tốc biến cho mình xuống phía dưới hang rồng, đặt cho mình một chiêu quy kết hợp với trừng phạt, rất là nhanh chóng có được con rồng thứ hai dành cho phía qua NG. Thì Quay vẫn không thể nào kịp phản ứng và anh ta đứng gần như đứng đơ trước con rồng luôn. Sau đó bóng rồng đèn phát ngược trở lên thì có như chỉ mất một phép hỗ trợ đến từ Quay mà thôi, nhưng đã là hai con rồng dành cho bên phía của NG rồi. Rồi, hai con rồng một cái lợi thế cơ sở dành cho bên phía của NG để có thể viện vào đó. Nếu như mà giai đoạn về sau á mà họ tiếp tục thu giao tranh á, họ hoàn toàn thể buông bỏ những con rồng để có thể tạo ra khoảng cách dành cho những cái món trang bị dành cho con bài Avelos ở giai đoạn về sau vẫn được. Còn nếu như họ cân bằng về mặt đẩy đường, về mặt thế trận với đối phương, họ có thể ra tranh chấp con rồng này để có thể áp lực ở những cái tình huống rồng linh hồn ở con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu chẳng hạn. Khoảng cách về tiền không phải là quá lớn giữa hai đội, nhưng ANG họ đang có lợi thế về rồng, còn với V5 họ có lợi thế về trụ. Họ kiểm soát những cái trụ tốt hơn giúp cho họ khả năng đẩy được lính rất là cao khu vực phía trên, thì phần ở đó khiến cho đối phương lộ diện khu vực trên phải dàn dài không tập trung lại với nhau được. Còn bây giờ thì ở khu vực đường giữa chỉ là hai xạ thủ mà thôi, cùng với một kiểu trang bị dây cuồng nổ móc gì thủy quái, thì khả năng dọn lính rất là tốt đến từ phía của Y4 có cho mình hơi giọt nước mắt, thì thêm cả khả năng mà có khả năng gây sức ép vào ngược của đối phương nữa, kẻ móng từ đó là tốt. Bây giờ thì chuẩn bị đến tình huống với con sứ giả tiếp theo của ván đấu. ANG đang muốn tận dụng con sứ giả này để mở ra những cái trụ giúp cho khả năng tiếp cận To The Fest dễ dàng hơn. Đồng ý. Cần phải có thêm cái công cụ để có thể mở ra cái trụ thứ nhất ở khu vực đường giữa này. Và trong khi đó thì bên phía của Victory Fight thì họ cũng đã có một vài những cái sự đột biến về cái ngưỡng trang bị của mình. Sao Hu nhiều khả năng bị bắt, đem tình huống cắm mắt thấy được rừng của phía đối phương và nhanh chóng rút lui sau khi thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, kích hoạt bom khói và tạm thời lùi về trong tình huống này. Nhưng Quay vừa rồi mới lộ diện thì Quay phía bên kia kêu gọi người đồng đội của mình khởi động con sứ giả này ngay lập tức, và đó tình huống xử lý biến số rất nhanh chóng đến từ bên phía của ANG. Quay ngược trở lại vấn đề, đó chính là cái ngưỡng trang bị đến từ phía Victory Fight. Món trang bị lớn đầu tiên thì đã được lên khá nhiều vị trí. Có cái điểm đáng chú ý đó chính là Audi, thì anh ta không là một con Ragat chống chịu, thay vào đó là con Ragat có khả năng gây sức ép với một cái lưỡi hai bóng đêm được lên. Tôi nghĩ cũng được, nếu như chọn Ragat chống chịu thì thật ra anh ta cũng chỉ là một cái vị tướng nhận sát thương từ Avelios mà thôi. Bạn có thể gây hưởng khống chế, nhưng nếu như phía kia kiểm soát tốt thì bạn thảo tướng gần như là bị thịt trong những pha tranh. Nhưng ở cái ván đấu này, nếu như anh ta ưu tiên chọn cho mình ở sân bản thuật thì anh ta có thể biến mình thành một cái mũi nhọn trong cái đội hình, sẽ thành đội hình rất là nhiều mũi nhọn đến từ bên phía của V5. Một khả năng băng vào mà phía bên kia không có kháng phép thì cái lượng sát thương dùng của Kragas rất là cao, để có thể dứt điểm được mục tiêu hoặc là khiến cho cái lượng máu đối phương xuống cực kỳ thấp. Thế rồi những vị tướng ở phía ngoài có khả năng dọn dẹp, ví dụ như chiêu cuối của Gray, chiêu cuối của Mifflin. Bây giờ thì những con mắt đang tương đối là an toàn cho bản thân của Siohu để có khả năng gây sức ép ở khu vực đường dưới. 1:40 nữa thì con rồng thứ ba sẽ ra. Con rồng gió, đây không pha hợp linh hồn rồng quá có lợi dành cho phía của ANG. 10% thời gian hồi chiêu cuối đến từ những chiêu cuối bạn hay nhìn, chiêu cuối đến từ Ming hay chiêu cuối đến từ Gala, chiêu cuối đến từ Way. Nó không phải là những chiêu cuối có khả năng mở quá là mạnh mẽ, hoặc là những chiêu cuối theo khả năng là thay đổi cục diện một pha tranh. Thì đây rõ ràng là linh hồn rồng mà cả hai đội đang cũng không thực sự mong muốn. Nhưng ANG họ muốn cái linh hồn rồng để tiếp cận đến với cái rồng ngàn tuổi sớm hơn. Đồng ý, linh hồn rồng gió trong ván thi đấu này không thực sự là tối ưu về mặt gia tăng thêm sức mạnh. Để coi cái vị tướng mà áp dụng tốt cái linh hồn rồng gió này trong đội hình của phía ANG chắc có bài Olaf thôi đúng không? Khi mà nó kích hoạt chiêu cuối thì nó gia tăng thêm cái tốc độ cơ động trong rũ băng bổ vào. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng trong khoảng thời gian ngắn vừa qua thì các thành viên đến từ cho cả hai đội tuyển, mặc dù lượng trụ nha thì bên phía của Victory Fight đang nhỉnh hơn khá là nhiều, là chênh lệch về hai trụ, nhưng mà lượng kinh tế thì đang nghiêng về cho bên phía của ANG và nó đang tập trung khá là nhiều vào con bài Akali của Sahu. Anh ta farm hơn so với Audi và anh ta cũng đang có KDA nhỉnh hơn nữa. Chứ mà nhìn về các đường kiểm soát lính thì ANG đang làm khá là tốt trong cái việc là họ chia ra, họ canh thời điểm. Nhưng bây giờ là pha nghĩa là về hơi trễ từ CEO, có cú nháy vào con mắt đặt ở trước đó là bãi cốc ở phía khu vực rừng bùa xanh của V5 để giúp cho tình huống dịch chuyển của CEO ra phía sau. Sứ giả được thả ra khu vực đường giữa để có thể tạo lợi thế việc phải ép đối phương chuyển ra khu vực đường giữa để phòng ngự. Nhưng con sứ giả này
tiếp cận được không đây nè. Hơi khi khó mà cái khả năng thì cái sát thương trả ngược lại cũng khá là nhanh. Đồng ý. Đến từ bên phía của V5. Bo không rỉa máu được nhiều lắm đến từ quay phía bên kia. Sứ giả nhanh chóng bị tiêu diệt, không tiếp cận vào cái trụ đường giữa được dành cho phía của Victory 5. Những con rồng là một mục tiêu chủ yếu. Bảo đạn tư ra không được đẹp cho lắm nha. Tạm thời ép lui được các thành viên của phía Angie một khoảng thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ mất đi cho mình đó chiêu cuối đến từ Mỹ Fountain. Một chiêu cuối khá là quan trọng dành cho những trường giao tranh tiếp theo dành cho phía của Victory 5. Án tử lần này suýt trúng vào các thành viên phía Victory 5. Đội hình của V5 đang tạm thời chiếm được cái lượng không gian ở xung quanh khu vực hang rồng. Chiêu cuối định mệnh đến từ Chitterfet. Chết thông tin Sao Hu đang có cái góc để có thể vòng ra và anh ta đã lộ diện. CEO đang chọn góc tương đối là ổn. Bắt đầu có những cái tín hiệu lao vào. Ánh trăng những lỗi không được đẹp cho lắm. Con rồng này thì thuộc về cho bên phía của Victory 5. Sao Hu bắt đầu lao vào. Audi đang cố gắng đánh chặn. Sao Hu kích hoạt cái đồng hồ. Nhưng con bài Aphelios cũng như là Ryan đang cố gắng đi cặp cùng với nhau. Sao Hu nhảy vào một lần nữa. Điểm hơn cũng đó thuộc về cho Ryan. Demigod và Mo đang cực kỳ thấp máu, bài vàng đang được giữ nó hết hiệu lực rồi và anh ta có cái đồng hồ để có thể câu kéo. Double kill tiếp theo được dành cho Akali của Sahu. Trong một pha tranh mà có thể người nào thấp máu không quan trọng, như Aphelios của Gala còn full máu, đó là một cái điều rất là tồi tệ dành cho V5. Những người của họ cứ lượng máu thấp dần, trao đổi lượng máu với là Akali, dứt điểm thành công được hỗ trợ của đối phương. Như bạn hãy nhìn cái lượng máu của họ tụt rất là nhanh với cái lượng sát thương được gây ra từ phía ngoài. Brain cũng gây được lượng sát thương tương đối là lớn, năm số rất là nhanh, đó chính là hai hỗ trợ và rừng của bên phía RNG. Nhưng việc chỉ cần còn lại ba người mà thôi, bạn hãy nhìn một pha truy đuổi đến từ phía RNG đường có lợi thế cho họ. Ryan đang gặp nguy hiểm, có dịch chuyển đến từ Sao Hu. Nhưng phía bên kia thì cũng đang có khá là nhiều người. Quay cũng như là Minh đang truy đuổi vào Mô. Mô kích hoạt tăng tốc pha chạy tương đối là nhanh, nhưng quay bị gấp trục e và chắc chắn sẽ phải nằm. Điểm hạ gục thứ 6 dành cho Sao Hu ở trong ván thi đấu này. Quá khỏe từ Akali rồi. Bây giờ thì Akali có khả năng khuấy đảo cực kỳ tốt. Trong khi đó một tình huống mà truy đuổi không thành công từ V5. Họ là đội chủ động tấn công trước vào người của đối phương. Nhưng sau đó thì chính bên phía V5 phải trả giá bằng một người nằm xuống, đó chính là Weiwei. Bây giờ thì con Ray của anh ta bắt đầu bị dừng cái nguồn sức mạnh là tương đối là lâu rồi nha. 21 phút mà vẫn chưa hoàn thành cho mình, đó là súng hai tặc. Còn bên phía bên kia thật ra Olaf bây giờ thành Olaf chống chịu rồi. Anh ta trở thành một vị tướng mà có thể gọi là băng bổ vào để hút hiệu khống chế mà thôi. Chứ còn từ nãy giờ thật ra anh ta không được farm. Cao lắm là farm được đó là 76 như vừa rồi mà thôi. Chứ còn nó 7 chim nhường cho Gala, 7 người đá nhiều khi nhường cho Crane. Còn 7 cốc thì cũng phải nhường cho Siohu. Rừng 6 bãi mà chỉ ăn được đúng một bãi thôi thì nó là quá khổ dành cho bên phía Kuwait. Nhưng ít nhất là đền đáp rằng phía sau lưng của anh ta đang là cái nguồn sát thương cực kỳ ổn định. Đồng ý. Đòi hỏi, nhưng mà phải đòi hỏi nha. Ví dụ ôi đó tình huống anh ra những lỗi, nhưng có đồng hồ gương động để có thể câu kéo. Sau cái đồng hồ này thì Gala tạm thời vẫn có thể lùi ra được và ta vẫn có thể gây được sát thương. Sao Hu mất một khoảng thời gian tương đối là dài để có thể tiếp cận qua giao tranh này. Nhưng bây giờ anh ta đã tới, anh ta sẽ lựa chọn ai đây? Lựa chọn hàng sau, bởi vì hàng tuyến đầu đã có những người đồng đội để có thể dứt điểm. Gala có được điểm hạ gục đến từ Y4. Một sai lầm của Gala khi anh ta chọn vị trí đứng không thật sự hợp lý lắm. Đồng ý là anh ta còn cho mình đó là cái đồng hồ hoạt động, cộng với cả đó là một tình huống thoát được trở về an toàn. Nhưng đó vẫn có thể coi là một sai lầm. Nhưng bên phía bên kia lại không tận dụng được sai lầm đến từ bản thân của Gala. Nó thiếu đam nha. Pha vừa rồi tôi thấy Mo cố gắng có một tình huống mà e đúp nhưng mà bị chặn quy bởi Way Overlap băng bổ vào để có thể hứng cái liệu sát thương đó. Mà hơi đáng tiếc là các thành viên còn lại lại không đủ sức để có thể rướng lên để có thể tiêu diệt được Gala. Hãy cùng xem tình huống giao tranh để có thể nhìn rõ hơn. Đây một cú kéo chính xác vào. Ta đứng ở giữa vòng vây như thế, nhưng bạn hãy nhìn Mo anh ta không gây sát thương được. Và Weiwei thì bây giờ Weiwei đang vô cùng hạn chế về mặt sát thương. Đó là cái vấn đề hiện tại con Ray đang gặp phải. Thế rồi sau đó khi mà Audi tới, hay thậm chí đó là Mo thì cũng không chạm được vào Gala. Và Siohu chỉ đơn giản là đến dọn dẹp mà thôi. Đồng ý. Mọi thứ hoàn thành dành cho phía của RNG. Vừa rồi thì hơi tiếc ở cái chỗ là Rakat, nếu như có mặt ở đó mà anh ta cộng kèm với cái thùng đụng nổ thì là đẹp. Thì mọi thứ trở nên rất đẹp dành cho phía của Victory 5. Và đáng tiếc thì Rakat cũng trên cái con đường để có thể di chuyển ra khu vực đường giữa. Nó không có nhiều lắm cơ sở và chiêu cuối đến từ Y4 thì nó bị uplay đến từ cái đồng hồ gương động đã được lên từ trước của Gala. Và Gala tạm thời dừng cái ngưỡng sức mạnh vô cực kiếm khi mà anh ta cụ thể hóa cái đồng hồ đã được sử dụng bằng một cái giáp thiên thần đang có trên người của mình. Cũng tương đối là ổn cho bản thân của anh ta, tránh một tình huống bị đối phương dùng sát thương quá nhanh để dứt điểm. Và với cái đồng hồ ngưng động chuyển hóa thành cho mình đó là giáp thiên thần, thì
có thể câu thêm thời gian là cái điều rất có lợi dành cho RNG. Siêu bây giờ có rất là nhiều sát thương, bạn có thêm thời gian dành cho siêu là cái điều mà siêu mong muốn. Thêm cả là Crane cũng có những cái lá bài vàng. Bây giờ con True Defense này trở thành một cỗ máy làm choáng để có thể giúp cho hình phía của RNG câu thêm thời gian để cho Aphelios bắn, để cho Akali có thể khuấy đảo dàn sau. Khi đây là hai vị tướng đang cầm nhiều dragon gục nhất tốc của án biến tử. Án tử đó lại trật bài vàng làm choáng lưỡi hái xoáy, tương đối là đẹp điểm hạ gục đầu tiên dành cho bên phía của RNG. Và liệu rằng có những điểm hạ gục tiếp theo hay không khi mà đội hình đến từ bên phía của Victorify họ đã lùi về. Những cái pha kêu gọi rất nhanh chóng đến từ bên phía của RNG và nó cực kỳ áp lực. Bố trong tình huống đó thì anh ta chưa hồi lại phép hỗ trợ tốc biến. Tôi đang định dừng lại một chút xíu để nói tình huống giao tranh tiếp theo thì có lẽ như những phép hỗ trợ nó sẽ hồi lại. Nhưng vừa rồi là pha tốc biến của Bố vẫn đang xoay. Ui, và Akali ta bị khai thác ngay lập tức. Akali của Sahu bắt đầu tìm góc, anh ta bị chặn bởi Audi một lần nhưng không thể nào chặn được Akali quá nhiều. Và đây là một tình huống mà Akali cắt được ba người, kích hoạt cái đồng hồ để có thể câu kéo những người đồng đội của anh ta đang cố gắng tiếp cận và ép lui được một người. Một pha trao đổi 1-1 trong tình huống đánh giao tranh vừa rồi. Tám có thành công dành cho V5 khi họ mất một, họ mất một người đó chính là BB God, nhưng họ cũng đỡ kịp một người đó chính là Way trong một tư thế họ đánh 4 đánh 5 ở tình huống vừa rồi. Pha thiếu mồ. Và sau đó có rồng dành cho phía của V5 khi mà di chuyển ra. Hai rồng gió dành cho V5. Rồng gió thì có thể không có lợi dành cho RNG, nhưng rồng gió rất có lợi dành cho phía V5. Đặc biệt thời gian hồi chiêu cứu giúp chiêu cứu của Wiffleton và Kragas nhanh hơn rất là nhiều. Đồng ý. Giúp cho những chiêu thức trên diện rộng của họ có được thêm thời gian hồi. Và đây là một pha bản án nhìn. Audi làm tốt nhiệm vụ của mình trong cái tình huống này nha. Anh ta chặn cho Siohu không xuống đường quá nhanh. Và tình huống này cũng là tình huống mà chặn thành công cho Siohu bóng đồng hồ ngay tức thì. Chứ nếu không khả năng là đổi lời hơn nữa dành cho bên phía của V5. Chính xác là như vậy, nếu mà không có cú chặn E đó thì nhiều khả năng là cái sát thương gây ra bởi Akali nó sẽ nhiều hơn trong tình huống tiếp cận. Và nó câu kéo đủ thời gian để cho cái cánh ở phía sau nó lao lên kịp. Thì tình huống xử lý ổn áp đến từ người chơi đường trên của phía Victorify. Nó khiến cho cái ván thi đấu này chưa trôi quá xa khỏi tay của các thành viên của phía Victorify. Mỗi bên được có hai rồng, RNG thì có một rồng đất và một rồng lửa, trong khi đó thì V5 đang tích được đó là hai rồng gió. Nếu như họ tích được thêm rồng gió thì thời gian hồi chiêu cuối ngày càng cộng dồn thêm. Hiện tại đã là 20% rồi, nếu như được con số 30 hoặc 40% thì đây sẽ là một cái lợi thế tương đối là lớn đến giai đoạn về sau. Nhưng khoan đã, phía bên đây Định Mệnh vẫn rất áp lực, đang cố gắng tiếp cận bài vàng để có thể ném nhưng chưa đủ sức để có thể dứt điểm vào quay. Phía bên kia thì Rai của Mo cũng đã sử dụng cái vòng xoáy không gian của mình để hệ rút lui. Những tình huống liên tiếp là cái cách áp lực đến từ cái cặp đôi Tress cũng như là Twitter Fate đạt được cái độ hiệu quả nhất định nha. Khởi động con Baron này ngay lập tức, tốc độ ăn tương đối là nhanh. Quay vừa rồi đã phải về nhà hồi phục và anh ta sẽ không có mặt ở đây. Baron còn lại cho mình đó 6.000 máu mà thôi. Và liệu rằng các thành viên như phía Audi có thể cản chân con Baron này đến từ bên phía của RNG hay không? Tôi đang cố gắng tập trung vào cái thùng vụ nổ đó, nhưng mọi thứ đã không kịp rồi. Nó không đủ sát thương và mất luôn cho mình đó chiều cuối đến từ Audi. Baron thuộc về cho bên phía của RNG. Baron đã có cho RNG sau một pha mà quay thấp máu bắt buộc phải lui về. Và trong khi đó thì bên phía của RNG di chuyển ra việc là kiểm soát tầm nhìn của đối phương rồi. Không có tầm nhìn đến từ phía của V5 nữa. Họ ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi, khi mà sát thương ăn là tương đối nhanh đến từ phía của RNG. Có Aphelios, có sát thương chuẩn, có thêm cả đó là rất là nhiều trang bị của Aphelios nữa. Còn bây giờ thì RNG bắt đầu chia ra thế chia trị rồi. Đường dưới sẽ là chiếc tuyệt phép của Crane, khu vực đường trên sẽ là Siohu. Ta vẫn đang rất là khỏe, 8 điểm hạ gục, 3 trang bị lớn, với việc có một cái lượng xuyên kháng cực kỳ cao, vừa có trữ Hovo, vừa kích hoạt được 10% xuyên kháng phép đến từ cái trang bị huyền thoại, đó chính là cái quyền trưởng ác thần. Anh có trang bị phòng ngự là cái đồng hồ cái Zoya và cái dây thủy ngân. Và bây giờ thì khả năng mà anh ta sốc sát thương là gần như một điều trong tích tắc mà thôi. Ván này đang nhiều khả năng là sẽ tiếp tục kéo dài khi mà bây giờ bù lại Baron nhiều khả năng chưa phát huy được đa phần cái tác dụng của nó, khi mà đội hình đến từ bên phía của Victorify vẫn tiềm ẩn một cái khả năng mở giao tranh tương đối là tốt. Nhưng mà nãy giờ thì có thể thấy như là những cái chiêu cuối bán cầu á, thì đội tuyển làm tốt hơn đó chính là bên phía của RNG. Cái áp lực đến từ cái định mệnh của nó nhiều hơn. Và chưa kể đó, với một cái đài hoàn tiện hashtag nữa thì ta có khả năng tiếp cận để có thể găm một cái lá bài vàng vào làm choáng, tạo ra cái tiền đề dành cho những người đồng đội mình tiếp cận. Gala, anh ta vẫn chưa có vô cực kiếm, nhưng với lượng trang bị này thì cái lượng sát thương của Aphelios không thể nào coi thường được. Anh ta có chinh phục, với chinh phục tôi nghĩ là đủ rồi.
với chinh phục bạn có được cái bốc diệt tiêu quái thêm cái là cung cung Runan, và bạn có hai mảnh hướng lên vô cực cũng lật lượng sát thương rất là ổn rồi. Quay bị tấn công bởi quay quay hai trang bị lớn từ quay hai trang bị phòng ngự thì giúp cho quay cũng tương đối là tự tin trong tình huống mà đối phương áp sát vào anh ta. Brian đang rất kỹ ở khu vực đường dưới, anh ta đang tránh những tình huống mà đối phương sử dụng chiêu cuối của Ryan tiếp cận vào hàng sau. Đội hình đến từ bên phía Angie đang cố gắng tận dụng bùa lợi Baron một cách hiệu quả nhất có thể khi mà đẩy cả ba đường. Đường giữa là một cái thế ép đến từ cặp bít rừng, đường trên là xạ thủ hỗ trợ. Minh bị cấu một lượng máu nhưng không sao cả, anh ta đang cố gắng bảo vệ hai con xe pháo. Ít nhất là phải cố gắng lấy đi cho mình đó là một cái trụ bậc thềm. Hơi đáng tiếc là con xe pháo vừa rồi nó không gây sát thương vào cái trụ trong đầu bắn cuối cùng. Những người trở lại thì áp lực Baron ở khu vực đường giữa vẫn đang được triển khai và kể cả khu vực đường dưới nữa. Cái đợt này thì có thể tạm gọi là thành công dành cho bên phía của Victory Fire phòng ngự được. Nhưng mà cái đợt sau bùa lợi Baron vẫn đang còn, thì liệu rằng họ có đủ sức để thể phòng ngự vào cái trụ bậc thềm khu vực đường trên hay không thì tôi không chắc. Trụ đường trên bây giờ thì có người di chuyển ra để phòng ngự con lính, đó chính là Audi. Lượng sát thương trả ngược lại, bắt đầu thương nó ở đầu đến từ Wave 4 khi mà anh ta có được đó là cái Muramana, có được súng hay tặng thêm cái là một dự thủy quái. Gala từ đó là an toàn nha, tốc biến của anh ta có, nhưng thật ra cái tình huống mà trụ thấp máu như vậy hoàn toàn có thể bước lên tấn công một cái trụ khi mà đối phương di chuyển cả ba người xuống khu vực đường giữa. Nhưng anh ta thôi thì chơi an toàn cũng được. Còn với Crain thì anh ta đang có hai trang bị lớn và hai trang bị theo kiểu nhỏ, nhưng ít nhất là cái sách chiêu hồn mười dài của anh ta cũng kích hoạt thành công được cái trang bị thần thoại. Đó cũng là một cái tín hiệu tôi nói là ổn dành cho bản thân của Crain. Và bán đấu như Lê đã nói, đang thật sự bắt đầu chậm lại khi mà bên phía của RNG họ không muốn để mình ở thế nguy hiểm. Họ đã có được bùa lợi Baron, bây giờ họ di chuyển ra ăn cho mình đó con rồng thứ 3 trong bán đấu này. Quay đã có cái rồng dành cho bên phía của RNG và đang sắp sửa tiến tới linh hồn rồng dành cho RNG. Vẫn chỉ là rồng nguyên tố thứ 3 mà thôi, và thậm chí như chúng ta đã nói, tức nghĩa là nếu mà linh hồn rồng thuộc về cho bên phía của RNG thì nó cũng chưa phải là một cái ngưỡng tăng tiến sức mạnh quá lớn dành cho cái đội hình này mà họ đang sở hữu. Một đội hình mà gia tăng thêm đến từ cái tốc độ di chuyển của chiêu cuối của linh hồn rồng gió cũng là một cái công cụ được thôi chứ không phải là mạnh lắm. Nếu như so với rồng nước hay là rồng lửa thì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Sau một khoảng thời gian ngắn vừa qua thì đội hình đến từ bên phía của Anji cũng đã hoàn thành xong những món trang bị mà họ mong muốn. Mũ thì chưa được lên nhưng mà chắc là sẽ hướng lên ở trong cái lần về nhà tiếp theo đến từ Sahu, và liệu rằng anh ta về hay là sẽ gây sức ép cùng với những người đồng đội của mình đây. Bộ lợi Baron thì đã hết rồi, vô cực kiếm thì cũng đã được lên đến từ Gala. Những trang bị lớn đang có rất là tốt dành cho Anji chính là cái đại bác thiên thành của Crane và vô cực kiếm có Gala. Bây giờ cái lượng sát thương từ tầm xa đến từ cái lá bài vàng thêm cả hiệu ứng khống chế mang lại, còn với sát thương Gala thì ta còn thậm chí bổ sung thêm cả gươm đồ tể nữa kìa, có thêm một cái khả năng giảm hồi phục đến từ những vị tướng kiểu như là Kragas hoặc là cái khả năng hút máu đến từ Rise thì cũng ổn mà thôi. Bắt đầu tràn lên đó, tình huống đẩy thung lựu nổ được một người và chỉ là Minh mà thôi. Quay ngược trở lại đến từ đội hình Gold VNG, ánh trăng dẫn lối tương đối là tốt và dịch chuyển của Sahu ngay lập tức điểm hạ gục nhắm vào Audi, mất đi cho mình đó một người. Biến số của bảng thi đấu đã bắt đầu được phát huy khi mà đội hình đến từ bên phía của Angie vẫn đang còn đủ 5 người ở đây, không có chiêu cuối đến từ Y4 thì mất đi cho mình đó một cơ hội để thay phòng ngự dành cho đội hình của phía Victory Fire. Mô sau khi hết cái đồng hồ này tôi e rằng anh ta cũng sẽ bị hạ gục, và chiến thắng đang đến dần với các thành viên của VNG. Họ tiêu diệt dần dần các thành viên của phía Victory Fire. Mất đi một người đó là Siohu, nhưng họ lấy được đó là 4 điểm hạ gục và chỉ còn một mình đó quay sống sót mà thôi. Bây giờ chỉ cần đợi lính vào, lính khu vực đường giữa cũng được, lính khu vực đường dưới cũng được, hai người chia ra một mình Gala xử rất là gọn cái trụ thứ ba khu vực đường dưới, thêm cả đó là những lính khu vực đường dưới với cái súng quý tinh với thăng hoa luân. Tốc độ dọn trụ của anh ta là vô cùng nhanh chóng, tấn công vào cái trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên. Trong khi đó thì quay bị hạ gục bởi quay, và phần còn lại thì đó là quét sạch dành cho bên phía của RNG, và thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về cho RNG, giúp cho họ có được chiến thắng thứ tư của mình tại mùa giải này. Ván đấu nó hơi căng thẳng hơn chút xíu so với ván 1 và ván 2 trong cặp đấu này, khi mà cả hai đội tuyển đều giành lấy những cái lợi thế nhất định trong dạng đi đường. Thì thật ra rất cân bằng luôn á. Tôi nhớ pha giao tranh rồng đầu tiên á thì bên phía của RNG có lợi thế, nhưng pha giao tranh sứ giả đầu tiên thì lợi thế ngược hẳn về cho bên phía của Victory Fire. Nhưng chiến thắng chỉ có một và đội tuyển giành lấy nó ở trong cái trận chung cuộc, đó chính là các thành viên của phía RNG. Họ vẫn đang giữ vững được cái mạch bất bại của mình với 4 trận thắng liên tiếp.
họ xếp sau đó là EDG và WE khi mà cả hai đội đã có số trận thi đấu nhiều hơn nhưng hiện tại vẫn bất bại. Nhưng mà ít nhất là ANG không thất bại trong cặp MO3 này. Một thắng lợi củng cố khá là nhiều cho ANG nhưng nó cũng lộ ra rất là nhiều vấn đề của ANG. Đó là khả năng đi đường hoặc là lượng tướng của Siêu đang là một cái điều mà các đội khác có thể khai thác được. Hoặc là cái khoảng thời gian đầu và giữa ván đấu thật ra ANG có những sai lầm nhất định. Trong khi đó thì V5 cũng là một ngày thi đấu tôi nghĩ rằng tương đối tốt cho bản thân của họ. Có một vài sai sót nhỏ nhưng nhìn chung thì V5 cũng chiến đấu rất kiên cường rồi. Rồi và chúng ta có thể thấy với chiến thắng này thì 4 trận thắng là cái tổng số mà bên phía của ANG họ đang có được và khiến cho họ là bây giờ là gần như chắc suất ở vị trí thứ 3. Thua EDG với lại WE và cái bộ tam anh tam tấu những cái tên kỳ cựu nhất của EBL thì đang chiếm lĩnh ở trên đầu bảng xếp hạng. Còn ngược trở lại thì những cái tên nổi lên ở dạng gần đây như là Fnatic, Invictus Gaming, đồ các thứ thì đang bị phía dưới chút xíu. Thi đấu ít hơn nữa. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ một vài phút trước khi đến với lại cái cặp thi đấu tiếp theo tương đối hấp dẫn giữa BLG và LNG.